Xin chào tất cả quý vị khán giả đang đến với chương trình Mẹ Yêu Bé. Và ngày hôm nay thì chúng ta cùng làm quen với biệt đội chăm sóc bé với những gương mặt rất là quen thuộc quý vị nha. Xin giới thiệu đến quý vị thạc sĩ tâm lý Tonya, chào chị. Và bé Lâm Huỳnh Như, chào con. Con xin chào cô Bảo Anh, con xin chào cô Tonya và chào các vị khán giả. Thưa quý vị khán giả, là bậc phụ huynh đó, thì bọn anh thấy là ai cũng có những cái nỗi lo. Ví dụ như là con mình mà nghịch quá thì cũng bắt đầu lo lắng, trời ơi nghịch quá có bị tăng động không? Hay là con hiền quá là bắt đầu, rất là con mình hiền quá rồi làm sao, bé có bị tự kỷ không? Rồi nhiều vấn đề khác nhau nữa. Ngày hôm nay thì chúng ta sẽ đến với đúng một cái nỗi lo mà Bảo Anh vừa mới chia sẻ với quý vị đó. Con nghịch quá lo thì thấy nó hơi bình thường đúng không? Đúng. Nhưng mà trường hợp ngày hôm nay thì vui lắm, ngược lại con hiền quá cũng là một nỗi lo trời biển của các bà mẹ. Và câu chuyện sau đây nó sẽ là đúng cái nỗi lo này đó. Nhưng mà hiền là hiền như thế nào? Coi đi rồi biết, đã mời coi rồi mà. Bà, cô con, cô ăn chiếc xe lâu lắm rồi. Thôi, em đang chơi mà. Thôi ăn đi mà. Vậy anh lấy con búp bê cho em. Búp bê hả? Thôi anh cho nó đi ô tô trời. Bin, sao con cứ giành đồ chơi của em chơi hoài vậy con? Dạ, em muốn chơi thì em chơi. Ha ha. Con chơi cái này được rồi mẹ. Trời ơi, con gái tôi nó hiền gì đâu mà dễ sợ hiền vậy đó hả? Nè, đây chút xíu. Ngoan quá, đây mẹ tháo ba lô cho con nha. Sao, hôm nay đi học có mệt không con? Dạ không. Rồi hôm nay ở trường con ăn cái gì nè? Dạ, cơm với lại thịt. Ngon không? Dạ ngon. Ủa, sao cái trán con nó đỏ đỏ vậy hả? Dạ, bạn mới lấy đồ chơi trời vô trán con. Rồi con có nói bạn không? Dạ, con nói bạn cắn con. Trời ơi, rồi sao con không nói cô? Tại con sợ cô la. Ủa, rồi sao cái tay con bầm vậy? Dạ, bạn tép, bạn xô con. Trời ơi, sao bạn xô con vậy? Dạ, tại vì bạn giành đồ chơi của con, bạn xô con. Trời ơi. Thôi được rồi, bây giờ ngày mai mẹ vô trường mẹ nói với cô, bạn nào xô con là con phải chỉ cho mẹ biết, nghe không? Dạ. Thôi bây giờ nè, đi vô trong rửa mặt đi, rồi lát xíu nữa đợi anh hai đi học về rồi mình dạ ăn cơm. Hiền gì mà hiền quá vậy không biết. Bé nhà mình dễ thương vậy mà ba mẹ còn lo gì nữa. Là sao ta, bị bạn bè ức hiếp thì thôi cũng nhường bạn luôn. Em thì em thấy là thôi con mình hiền thì cũng được, không sao. Em thì em không có lo. Với mẹ Bảo Anh thì cho rằng là có như vậy thì nó cũng an toàn, đúng không? Quỳnh Như nè, con dạ. con được gắn nhãn là một bạn nhỏ hiền hay là không được hiền cho lắm? Dạ, ở trong lớp thì con không được hiền cho lắm. Còn tại ở vì ở nhà thì con hiền hiền. Vậy có nghĩa là trong lớp con sẽ có những bạn hiền, để so với con là con không được hiền cho lắm. Dạ. Thì có những bạn hiền hơn mình, có không? Dạ có. Có nhiều bạn hiền quá, khi phát biểu bài bạn nó nhỏ xíu mà cô nói con hiền quá, con nói to lên. Phát biểu bài thì con nói to lên để cô mới nghe được. Rồi bây giờ thấy đáng lo chưa? Nhiều khi hiền quá đó, bản thân cái việc trình bày ý kiến của mình nó cũng không được mạnh dạn. Rồi nó ảnh hưởng đến vấn đề học tập nữa chứ có phải đơn giản đâu. Như vậy thì chẳng lẽ hiền sẽ được tính như là bé thiếu tự tin hoặc là bé nhút nhát? Em nghĩ là hiền là một đức tính thôi chứ thì đâu có liên quan đến cái việc đó không? Nếu như chúng ta trả cái khái niệm hiền về đúng với cái suy nghĩ của cô Bảo Anh, đó đơn giản chỉ là một cái đặc trưng trong tính cách thì nó không vấn đề gì cả. Nhưng nếu như cái hiền này là một cái biểu hiện bên ngoài của hàng loạt những cái vấn đề khác thuộc về cấu trúc tâm lý bên trong, ví dụ như một cái trường hợp mà Quỳnh Như vừa mới chia sẻ với chúng ta là bạn hiền quá
bạn không dám phát biểu luôn, bạn không có dám nói chuyện luôn và bạn không dám đưa ra ý kiến luôn, thì thực sự lúc này nỗi lo của các bà mẹ là có lý do chứ Bảo Anh, đúng không? Như vậy thì em nghĩ như thế này nè chị, vậy nếu như mà mình thấy con mình hiền mà đó chỉ là một đức tính thì em nghĩ là các ông bố bà mẹ không nên quá lo lắng. Nhưng mà nếu như mà mình thấy con mình hiền mà bên cạnh đó bắt đầu có những cái bộc lộ bên ngoài như chị Tô Nhi A chia sẻ là nhút nhát nè, rồi trong lớp thì thiếu tự tin nè, thì lúc đó thì mình mới bắt đầu quan tâm. Đúng rồi. Quay trở lại với Quỳnh Như một tí nè, Quỳnh Như khi con chơi với một người bạn á thì con thích cái bạn đó hiền hay là thôi đừng có hiền cho lắm? Con chỉ chơi với bạn đó thì con chỉ muốn một người bạn là hòa đồng với cả lớp thôi. Rồi cái vụ hiền thì sao? Có nhiều bạn hiền quá mà đến lúc ra chơi bạn chỉ ngồi góc một góc ở lớp chơi một mình, rồi vì nói chuyện thì cũng một mình thôi, không có cô. Con mới nói là các bạn bạn Luân ở lớp ta hơi bị hiền, các bạn nên động viên bạn của bạn đi chơi này nọ hay là giúp bạn gì đó để cho bạn mình có thể năng động hơn, mạnh dạn hơn, đúng không? Thực ra thì nói đến cái vấn đề về đức tính của con trẻ hiền hay là dữ thì nó liên quan đến rất nhiều thứ, nó thuộc về cái cấu trúc ở bên trong, ví dụ như là cái khí chất của con thuộc cái nhóm khí chất nào. Và đôi khi cái sự hiền đó nó cũng chỉ đơn giản là một hành vi bên ngoài trong một cái tình huống nhất định nào đó biểu thị về năng lực, ví dụ như đó là vấn đề khó đối với con và thôi với chuyện này thì con không tham gia, con không có ý kiến, con không thể hiện gì hết, có nghĩa là nó phản ánh một cái năng lực nào đó mà con chưa đủ tự tin để có thể giải quyết nó, cho nên con hoàn toàn không đưa ra một cái hành vi. Và lúc này thì chúng ta sẽ nhìn đứa trẻ và chúng ta nói sao con hiền quá. Như vậy thì thực ra ứng xử với điều này thì trước hết mình nghĩ rằng là cái điều đầu tiên mà phụ huynh nào cũng phải chấp nhận đó là gì? Đó là chấp nhận cái đặc trưng này của con. Con có thể hiền, con có thể giữ, con có thể tăng động, con có thể năng động, tất cả mọi thứ. Nhưng trước hết chúng ta phải dựa trên toàn bộ những cái đặc điểm thể hiện của con một cách có hệ thống, cái đã. Và cái thứ hai đó là nhiều khi trong một số trường hợp cái chuyện hiền hay giữ á, chúng ta còn phải coi là dưới cái lăng kính nào, dưới cái góc nhìn của ai. Giống như trường hợp nãy Bảo Anh nói, đôi khi có những ông bố bà mẹ lo lắng một cách thái quá, bởi vì mình so với một số các ông bố bà mẹ khác thì không có hiền, cho nên bây giờ với cái đặc trưng đó của con mình thì mình thấy con hiền quá, không có chấp nhận được, thì đôi khi cái chuẩn này nó lại quá sức đối với con. Như vậy thì chúng ta phải trả đứa trẻ về đúng cái chuẩn phát triển của nó, và đặc biệt là phải công bằng một tí đối với sự phát triển của con, là đừng đòi hỏi con những cái gì quá sức của nó. Và đặc biệt một điều đó là chúng ta phải tính đến cái hiệu quả lao động, cái hiệu quả hoạt động của trẻ, là cái mà hồi nãy Bảo Anh có chia sẻ, hoặc là giống như cái câu chuyện của Quỳnh Như, bạn hiền đến mức mà bạn không dám đưa ra ý kiến, bạn hiền đến mức bạn từ chối tất cả những cái mối quan hệ của bạn bè, hoặc là như trong câu chuyện của chúng ta là đối với con thì con có bị ăn hiếp thì cũng mặc kệ, ai giành gì thì con đưa, có nghĩa là quyền lợi con bị mất luôn mà con không bảo vệ cho nó. Thì lúc này căn cứ trên những cái hoạt động đó thì chúng ta bắt buộc phải có những cái hướng dẫn hành vi cho con, bởi vì con trẻ không thể tự nhiên mà có được những cái hành vi đúng ở một cái mức độ cao hơn để bảo vệ hoặc là thể hiện cái chính kiến của mình. Em thấy là như thế này, như là bé Cherry nhà em thì cũng còn khá là nhỏ nhưng mà cũng có một cái tính cách gọi là hiền, thì em không biết là có được định nghĩa là hiền hay không. Có nghĩa là cô ấy thì có lúc thì cũng rất là dữ dằn, có lúc là cá tính lắm, nhưng có lúc là khi mà bạn bè giành đồ chơi thì cô ấy lại nhường. Cô ấy không có giành giật lại. Hoặc là thậm chí là có những khi trong những cái sinh hoạt bình thường á, thì có những cái phim mà người lớn mình vô tình mở lên, cái cảnh đó nó hơi có mùi bạo lực chút xíu thì lập tức là cô ấy cúi mặt xuống không xem. Hoặc là trong những cái bộ phim hoạt hình mà có những con thú mà nó đánh nhau, nó tranh giành lẫn nhau, và nó như con to như là con hổ, con voi, thì lập tức là bé nhà em bắt đầu là xị mặt xuống, đi ra chỗ khác, không dám coi. Cho nên là riêng bản thân em thì em quan điểm là một người mẹ thì em nghĩ rằng là có thể là con mình không có thích những cái hành bạo lực đó cũng là những cái điều tốt. Con để cho bạn dành những cái đồ chơi của con thì cũng được thôi, không sao cả. Nhưng mà ông bà hoặc là bố của Cherry thì không đồng ý như vậy. Phải tập cho con là bạn dành thì con phải dành lại. Cảnh bạo lực đó thì phải tập cho coi. Nhưng mà em cũng cảm thấy rất là băn khoăn và bối rối, là không biết là mình nên theo cái chiều hướng nào, mình nên giữ lập trường của mình hay là mình phải xuôi chiều theo là ông bà hoặc là bố của Cherry. Nhưng giải quyết cách nào đi chăng nữa thì nó vẫn phải đảm bảo hai điều kiện. Một, con phải được an toàn về thể chất. Và cái thứ hai đó là một cách giải quyết nó không quá tầm năng lực của con, để con tự tin với cái giải pháp mà mình được người lớn cung cấp.